Aquacillin, chuyên gia ngăn tiết mồ hôi và khử mồ hôi vùng nách đến từ châu Âu. Lê Thông xin được chào đón quý vị thính giả đến với chương trình Gặp Thầy Thuốc Nổi Tiếng. Thưa quý vị thính giả, trước khi đến với phần 1 của chương trình ngày hôm nay với tựa đề Ngăn và điều trị mùi hôi nách bằng phương pháp đã được kiểm chứng lâm sàng, xin được giới thiệu và đồng hành cùng với chương trình của chúng ta ngày hôm nay vị khách mời bác sĩ Vũ Văn Lực, nguyên bác sĩ đa khoa Bệnh viện Hà Thành. Xin kính chào quý vị thính giả. Xin chào anh Lê Thông. Vâng ạ, cũng xin được trân trọng cảm ơn nhãn hàng Aquacillin, chuyên gia ngăn tiết mồ hôi và khử mồ hôi vùng nách đến từ châu Âu của dược phẩm Vinh Gia đã tài trợ cho chương trình này. Để nhận được những lời tư vấn về bệnh lý và sản phẩm, quý vị thính giả có thể liên hệ đến Tổng đài Bác sĩ Tư vấn 1900 1259 hoặc gửi câu hỏi đến hòm thư điện tử khỏe đẹp a@bacsitivan.vn. Dạ vâng ạ, thưa quý vị thính giả và thưa bác sĩ Vũ Văn Lực, ở vào những cái ngày hè mà nóng nực như hiện nay ạ, thì căn bệnh hôi nách là một cái căn bệnh mà khiến cho nhiều người rất là e ngại. Ở thực tế thì nhiều người đã dùng rất là nhiều cách khác nhau, từ dân gian cho đến hiện đại, để có thể loại bỏ được cái mùi hôi rất là khó chịu này. Thế nhưng mà kết quả thì chưa được như mong đợi. Không những cái mùi hôi này không hề thuyên giảm đi, mà thậm chí nhiều trường hợp còn bị dị ứng, ngứa ngáy hay là khô rát da, và thậm chí là khi mặc áo thì xuất hiện những cái vết ố vàng rất là ngại, cản trở trong cái giao tiếp của mình. Vậy thì cái việc lựa chọn sản phẩm điều trị hôi nách đã được kiểm chứng lâm sàng về cái hiệu quả và mức độ an toàn tại các bệnh viện da liễu uy tín chắc chắn là sẽ giúp cho người bệnh loại bỏ được cái mùi khó chịu này, và đặc biệt là những cái tác dụng phụ không đáng có của nó. Vậy thì câu hỏi đầu tiên ạ, xin được dành cho bác sĩ Vũ Văn Lực, đó là hiện nay thì Lê Thông thấy là có rất là nhiều người thực sự trong chúng ta, nhất là cái thời tiết nóng nực như thế này ạ, họ rất là khổ sở về cái mùi hôi nách, trong khi đa phần mọi người thì đều có một cái khó khăn chung, đó là chưa tìm ra được cái phương pháp điều trị hiệu quả căn bệnh này. Tuy nhiên thì để điều trị được cái tình trạng hôi nách hiệu quả thì chúng ta cần phải xác định rõ nguyên nhân của nó là như thế nào. Vậy thì xin bác sĩ có thể chia sẻ một chút là cái nguyên nhân dẫn tới tình trạng hôi nách là gì ạ? Nói đến hôi nách ấy, là một thuật ngữ có lẽ khá là quen thuộc, và việc mà chẩn đoán hay là phát hiện ra một người bị hôi nách không có gì là khó khăn cả, chỉ cần đứng gần thì chúng ta có thể là phát hiện ra rồi. Thế thì tuy nhiên cái nguyên nhân của nó sâu xa từ đâu mà tại sao có người thì hôi nách, có người thì lại không bị, mà người thì hôi ít, người thì hôi nhiều. Cái nguyên nhân của nó thì cái này tôi xin trình bày cái nêu ra cái nguyên nhân như này. Bản thân cái mồ hôi ý, thì chúng ta biết rằng là tiết mồ hôi là vấn đề sinh lý, có nghĩa là hoàn toàn là tự nhiên, chúng ta không thể kiểm soát được. Từ khi thời tiết mà thay đổi, thời tiết mà đang mát mẻ mà nóng lên cái thì hoặc là ta hoạt động thể lực thì mồ hôi của ta vã ra, thì đấy là tiết mồ hôi hoàn toàn là tự nhiên. Và trong cơ thể thì có khoảng 4 triệu tuyến mồ hôi, thì trong đó thì có khoảng là 3 triệu là tuyến mồ hôi ngoại tiết, hay còn gọi là tuyến mồ hôi thông thường, và khoảng 1 triệu tuyến mồ hôi là tuyến mồ hôi nội tiết. Thế thì vai trò của các tuyến mồ hôi này nó cũng khác nhau. Đối với tuyến mồ hôi thông thường thì nó có ở khắp bề mặt da, chỗ nào cũng có, và hoạt động ngay từ khi mới sinh ra. Và cái vai trò chính của tuyến mồ hôi ngoại tiết này là để điều hòa thân nhiệt. Và ta thấy rằng khi mà vã mồ hôi ra mà nó bay, mồ hôi lại bay đi thì chúng ta cảm thấy cơ thể rất là mát mẻ. Thế còn cái tuyến mồ hôi nội tiết ấy, thì nó chỉ có khoảng 1 triệu tuyến, nhưng chỉ tập trung một số vùng, chẳng hạn vùng nách này, vùng quanh núm vú này, hay là vùng hậu môn sinh dục này. Thế thì cái tuyến mồ hôi nội tiết này thì nó lại chỉ hoạt động khi đến tuổi dậy thì. Và cái thành phần của tuyến mồ hôi nội tiết này thì nó bài tiết ra chủ yếu là các cái thành phần axit béo. Và chính các cái vi khuẩn nó ký sinh ở vùng nách, nó chuyển hóa các cái thành phần axit béo này thì thành những cái thành sản phẩm gây mùi. Thì đấy là cái nguyên nhân chính dẫn đến cái tình trạng là bị hôi nách. Tức là cái gì? Có nghĩa là khi mà đối với một người, khi mà cái bài tiết cái mồ hôi, cái thành phần cái mồ hôi nội tiết ấy, chủ yếu là như tôi đã nói, chủ yếu là các thành phần axit béo, nó bài tiết chủ yếu ở tuyến mồ hôi nội tiết và nó nằm ở vùng nách. Thì khi mà các cái vùng nách thì chúng ta biết rằng là cái vùng mà nó rất là ấm áp rồi để lại ẩm ướt nhớt nhát, thì nó rất là nhiều là cái môi trường rất là lý tưởng cho các vi khuẩn là ký sinh và nó phát triển. Thế thì các cái vi khuẩn là ký sinh ở vùng nách này nó chuyển hóa cái thành phần của tuyến mồ hôi nội tiết này, nó gây ra cái sản phẩm có mùi. Thế đấy là cơ chế gây ra mùi. Đây tôi xin nói thêm rằng là cái tuyến mồ hôi nội tiết này nó chỉ hoạt động từ tuổi dậy thì. Và chính vì lý do đó nên giải thích tại sao rằng là trẻ em không bị hôi nách, mà đến tuổi dậy thì, nếu ai có mắc cái chứng hôi nách thì đến tuổi dậy thì bắt đầu mới bị. Thì đấy là cái nguyên nhân dẫn đến tình trạng hôi nách.
Dạ vâng ạ, cũng đúng như là bác sĩ Vũ Văn Lực vừa mới chia sẻ thì Lê Thông cũng đang định có một cái thắc mắc. Đó là tại vì sao mà cứ khi mà đến một cái độ tuổi đó là tuổi dậy thì ạ, thì rất nhiều các bạn nam, các bạn nữ là học sinh ạ, thường hay phát hiện ra cơ thể mình có mùi. Và khi đó thì mọi người rất là băn khoăn là không biết là lý do vì sao. Và với những cái chia sẻ vừa rồi của bác sĩ thì tôi tin là nhiều người như Lê Thông đang có thắc mắc cũng gọi là được giải đáp nhất định. Vậy thì thưa bác sĩ ạ, nói đến hôi nách ạ, thì là một căn bệnh chắc chắn là chúng ta rất dễ phát hiện rồi. Đứng bên cạnh thôi, chúng ta cũng có thể ngửi thấy cái mùi này. Mặc dù là người bệnh họ cũng đã cố gắng tìm những cái cách này hay cách nọ, tìm nguyên nhân để phân tích ra xem là mình có thể che giấu hoặc chữa trị cái mùi này kịp thời được. Thế nhưng mà vậy thì cái mùi hôi nách ạ, gây nên những cái bất lợi nào cho người bệnh về mặt sức khỏe cũng như là về mặt giao tiếp bên ngoài ạ, thưa bác sĩ? Cái hôi nách ấy thì chúng tôi phải nói rõ thêm như này. Tức là nó không phải là bệnh, tức là nó chỉ là một cái chứng hôi nách thôi. Tức là nó không liên quan gì đến cái bệnh lý, bệnh tật gì trong cơ thể cả. Mà bản thân nó là do cái thành phần của tuyến mồ hôi nó bài tiết ra ngoài cơ thể và các cái vi khuẩn nó chuyển hóa nó thành cái sản phẩm gây mùi. Như vậy nó không liên quan gì đến cái bệnh tật cả. Tuy nhiên ý, thì vấn đề những người mà mắc chứng hôi nách này thì nó phải thừa nhận rằng là nó không nguy hiểm đến tính mạng, nó cũng không gây ra cái gì mà nó suy sụp, nhưng mà nó gây rất nhiều những cái bất lợi. Chẳng hạn như tôi nói, những người mắc chứng hôi nách này thì nó có thể gây ra cái rất là ngại giao tiếp. Những người bị hôi nách này tôi thấy rất là ngại giao tiếp, tức là sống thì khép kín, ngại tham gia tiếp xúc với đám đông. Thậm chí nếu có tham gia thì cũng rất là cảm thấy rất là tự ti, rất là ngại ngùng như vậy. Thì đấy là nó ảnh hưởng đến cái tâm lý. Thế nhiều người bị chứng hôi nách này thì cảm thấy rất là căng thẳng, stress, thậm chí cái mất ngủ nữa. Tức là căng thẳng đến mức độ là còn mất ngủ, mất ăn, mất ngủ là vì không may có chứng hôi nách như thế này. Thế thì có những người thì còn ảnh hưởng cả đến cái hạnh phúc gia đình. Tức là những người mà khi mà đã xây dựng gia đình rồi mà không may bị chứng hôi nách này, thậm chí còn tan vỡ hạnh phúc gia đình nữa. Thế rồi nhất là các bạn trẻ mà học sinh như chẳng hạn, như các em học sinh mà không may bị hôi nách thì nó còn liên quan đến cả vấn đề về ảnh hưởng đến học tập nữa. Đấy, chẳng hạn như là các bạn mà bị học sinh mà bị bạn bè mà trêu mà xấu rồi cảm thấy xấu hổ, nó còn không dám đi học, hay thậm chí có đi học thì cũng cảm thấy rất là tự ti với bạn bè, thì ảnh hưởng cả cái học tập. Thế rồi nó ảnh hưởng cả đến cái việc lựa chọn cái công việc trong tương lai nữa. Thì đấy là cái hôi nách, mặc dù nó không gây nguy hiểm đến tính mạng nhưng mà nó gây ảnh hưởng rất nhiều đến tâm lý, rồi đến sự phát triển tâm lý, rồi những cái hoạt động, rồi khả năng hoạt động, khả năng giao tiếp, rồi các cái hoạt động cộng đồng, nó cũng ảnh hưởng rất là nhiều đến những người không may mắc cái chứng hôi nách. Dạ vâng ạ, như vậy là chúng ta có thể thấy rằng là trước hết thì hôi nách nó không phải là một cái căn bệnh, đúng không ạ? Và nó là đối với cái trường hợp mà bị hôi nách như vậy thì như bác sĩ Vũ Văn Lực cũng đã vừa phân tích cho chúng ta rồi ạ, thì nó sẽ gây nên những cái hệ quả nhất định đối với lại cái cuộc sống cũng như cái sinh hoạt hàng ngày của rất là nhiều người, đặc biệt là đối với những người trong tầng lớp trẻ hơn một chút, và đối với những người có gia đình thì cũng có những cái hệ lụy rất là nghiêm trọng như vừa rồi ạ. Vậy thì thưa bác sĩ, là như vậy thì những cái yếu tố nào ạ mà chúng ta sẽ thường gặp nhất trong cuộc sống khiến cho cái tình trạng là cái hôi nách này nó diễn biến nặng hơn, hoặc là tại sao trong cùng một gia đình đấy ạ, thì Lê Thông cũng rất thắc mắc, đó là có người thì bị hôi nách nhưng có người lại không bị hôi nách ạ? Vâng, cái này thì cũng rất là nhiều người hỏi tôi, và quả thật là cái vấn đề hôi nách nó cũng rất là đa dạng. Thế thì tại sao thì có người thì mắc hôi nách, có người thì không, mà có người thì ít, có người thì nhiều. Ngay bản thân ngay một người, ngay trên cơ thể một người, nhưng cũng có giai đoạn thì bị hôi ít, có giai đoạn thì lại bị hôi nhiều. Thế thì cái này nó liên quan rất nhiều đến yếu tố. Ở đây tôi xin trình bày những cái yếu tố nguy cơ mà làm cho cái tình trạng hôi nách nặng, cũng như là tình trạng mà chúng ta tại sao có người thì bị, có người không bị. Thứ nhất là nó liên quan đến cái vấn đề là cái thành phần của tuyến mồ hôi. Những người mà tiết ra mồ hôi dầu ấy, cái mồ hôi mà khi mà ta sờ lên cảm thấy rất là nhớt, nhớt nhát, thì đấy người ta gọi là người có tiến thành phần tuyến mồ hôi dầu, thì cái nguy cơ bị hôi nách là bị hôi nách là cao hơn là những người mà không có mồ hôi dầu. Cái thứ hai ấy, đó là cái liên quan đến cái vấn đề mà thay đổi nội tiết. Chẳng hạn như là các bạn bước vào tuổi dậy thì này, thì lúc đấy là các cái tuyến nội tiết thay đổi rất nhiều nội tiết, trong đó đặc biệt là các hormone sinh dục nó phát triển, thì đồng thời nó cũng làm cho các cái tuyến mồ hôi nó phát triển. Thế thì đây là cái thay đổi nội tiết cũng làm ảnh hưởng đến vấn đề bài tiết mồ hôi, bài tiết các cái thành phần của cái tuyến mồ hôi nội tiết, nó gây ra mùi. Hay như là phụ nữ vào cái tuổi mà mang thai hay là sau sinh,
nó cũng thay đổi một loạt các cái thành phần nội tiết trong cơ thể, nó cũng gây ra ảnh hưởng đến vấn đề bài tiết mồ hôi, đặc biệt là tuyến mồ hôi nội tiết, nó cũng gây ra cái mùi hôi rất là khó chịu ở vùng nách. Thì đấy là vấn đề nội tiết. Cái thêm vấn đề thứ ba đó là cái gen di truyền. Cái này thì chúng ta thấy rằng là cái bệnh cái chứng hôi nách này thì nó lại là di truyền rất khá là rõ. Người ta thấy rằng là nếu cả bố và mẹ mà bị hôi nách ấy, thì có đến 80% các con là có nguy cơ là bị hôi nách, từ một cái tỷ lệ rất là cao. Còn nếu như chỉ có bố hoặc là mẹ bị hôi nách ấy, thì có khoảng 50% các con là bị hôi nách. Như vậy đây là cái gen di truyền, tức là nó có thể di truyền cái hôi nách từ thế này sang thế khác. Và cũng đây cũng là cái lý giải thích cái lý do tại sao rằng trong một gia đình ấy, thì có người hôi nách, có người không hôi nách, là bởi vì là cái gen di truyền nó không phải là di truyền truyền 100%, mà nó chỉ có khoảng cái tỷ lệ nhất định. Nhưng mà chẳng hạn như tôi đã nói là 80% nếu như bố và mẹ đều bị hôi nách. Thì cái lý do thứ ba, lý do thứ tư ấy, thì đó là cái thói quen sinh hoạt. Thói quen sinh hoạt nó cũng gây ra hôi nách. Chẳng hạn chúng ta ăn nhiều cái thức ăn cay nóng, rồi ăn nhiều thức ăn có mùi như hành tỏi này, hay rồi uống rượu, bia, chè, cà phê vân vân, thì nó cũng gây ra cái dễ nguy cơ bị tăng cái mùi hôi nách. Hay như là vệ sinh cá nhân, chẳng hạn như những người mà do đặc thù công việc mà đi làm mồ hôi vã ra mà không ta không có điều kiện vệ sinh cá nhân thì nó gây tăng mùi hôi. Thế rồi trang phục cũng vậy. Nếu như chúng ta mặc cái trang phục mà nó không thấm hút mồ hôi tốt, đấy, mà mồ hôi nó bài tiết ra nó cứ động lại ở vùng nách ấy, thì nó không thông thoáng, nó không bay đi được, nó không thoát đi được ấy, thì nó động lại đấy, nó cũng gây ra chứng mồ hôi. Thế đấy là một vài cái yếu tố nguy cơ mà nó giải thích tại sao là có người thì bị, có người bị, có người thì bị nặng, có người thì bị nhẹ tình trạng hôi nách. Dạ vâng ạ, xin cảm ơn những chia sẻ vừa rồi của bác sĩ Vũ Văn Lực. Và quý vị thính giả thân mến, quý vị đang lắng nghe chương trình Gặp Thầy Thuốc nổi tiếng của kênh Joyfm, kênh chuyên biệt về sức khỏe. Và nếu như quý vị chúng ta đang quan tâm tới chủ đề ngăn và điều trị mồ hôi vùng nách bằng các phương pháp đã được kiểm chứng lâm sàng, thì hãy đừng ngần ngại nhấc máy lên và gọi về cho chúng tôi theo số tổng đài chăm sóc sức khỏe của kênh Joyfm 1900 6255. Ngay lúc này đây thì tổng đài của chúng tôi 1900 6255 cùng với địa chỉ email là biên tập@989.vn cũng đã sẵn sàng để đón nhận những câu hỏi và thắc mắc từ quý vị trong chương trình ngày hôm nay để được bác sĩ Vũ Văn Lực giải đáp trực tiếp. Vâng ạ, xin được quay trở lại với bác sĩ Vũ Văn Lực. Lê Thông có một câu hỏi nữa, đó là thưa bác sĩ, là có những cái phương pháp nào ạ hay là được người bệnh áp dụng để khắc phục mùi hôi nách? Và tại sao thì nhiều người thường có một cái thói quen đó là bắt đầu khử vùng hôi nách của mình bằng các cái phương pháp dân gian, thế nhưng ngay sau đó thì lại tìm kiếm các phương pháp khác, thưa bác sĩ? À vâng. Khi mà nói đến khắc phục cái chứng hôi nách ấy, thì nó cũng có từ rất lâu rồi. Tức là từ ngày xưa các cha ông ta cũng đã có những cái biện pháp, các cái phương pháp để khắc phục cái chứng hôi nách. Đó là cái phương pháp người ta gọi là phương pháp dân gian, tức là sử dụng các cái nguyên liệu mà có sẵn trong dân gian. Bản thân tôi khi hồi nhỏ thì cũng gặp các anh chị, cũng thấy các anh chị, một số anh chị là ta dùng gừng này, rồi phèn chua hay dùng muối, rồi gói ghém lại, giã rồi gói ghém lại vào cái miếng vải ấy, rồi trà lên vùng nách, thì thấy rằng là cũng ít nhiều cũng mang lại tác dụng. Thì đấy là gọi là phương pháp dân gian. Gần đây hơn ấy, thì có cái phương pháp gọi là phương pháp khử mùi, tức là ta dùng cái lăn khử mùi. Thì cái lăn khử mùi này thì tức là có nghĩa là cái gì? Có nghĩa là nếu như tôi bị mùi hôi thì dùng cái khử mùi đấy ta át lại, dùng cái lăn khử mùi đấy ta át lại, thì đấy là cái lăn khử mùi. Tuy nhiên cái nhược điểm của cái lăn khử mùi này thì nó thời gian tác dụng ngắn. Thế cái phương pháp được hiện đại là chúng ta dùng cái phương pháp gọi là diệt tuyến mồ hôi, hay là mổ để đốt diệt hạch giao cảm. Mục đích là làm gì? Để làm giảm cái bài tiết mồ hôi. Thì đây là phương pháp hiện đại. Tuy nhiên thì chỉ được, không phải là ở đâu cũng triển khai được, mà chúng ta phải đến những cơ sở y tế. Và phương pháp hiện đại này thì nó cũng có mang lại, nó cũng đòi hỏi thời gian tác dụng, đòi thời gian phải thực hiện này. Thế rồi do cái thủ thuật nó xâm lấn cho nên nó cũng gây ra ít nhiều tác dụng phụ. Thì nó có mặc đấy là, ngoài ra gần đây hơn nữa thì ta dùng cái phương pháp gọi là vừa ngăn lăn nhưng mà ngăn tiết mồ hôi và vừa khử mồ hôi vùng nách. Thì đấy là bốn cái phương pháp chính để có thể khắc phục được cái chứng hôi nách. Tuy nhiên thì mỗi phương pháp nó đều có ưu nhược điểm riêng. Chẳng hạn như phương pháp dân gian như tôi nói thì mặc dù là cái nguyên liệu của nó rất là dễ kiếm, dễ tìm mà dễ thực hiện, nhưng mà cái phương pháp thực hiện nó cũng rất là bất tiện. Chẳng hạn chúng ta mỗi lần đi làm chúng ta phải tìm kiếm rồi giã rồi gói ghém lại, nói chung là nó cũng không có gì, nó cũng không phải là dễ thực hiện và nó cũng rất là bất tiện. Thế rồi cái nhược điểm của phương pháp dân gian nữa đó là không phải trường hợp nào nó mang lại hiệu quả.
tức là trường hợp mà nặng không mang hiệu quả, hay là thời gian tác dụng ngắn cho nên là chúng ta chỉ dùng được vài tiếng chúng ta lại phải trà để lăn lại như vậy, như rất là bất tiện. Chính vì lý do đấy cho nên nhiều người khi mà sử dụng phương pháp dân gian chúng ta phải đi tìm phương pháp khác, nó có thời gian kéo dài hơn này, thế rồi thì là sử dụng của nó thuận tiện hơn, nó dễ sử dụng hơn. Thế còn phương pháp khử mùi như tôi đã nói, tức là anh giam tạo ra cái mùi hôi thì tôi dùng cái mùi khác tôi át lại. Thế thì cái phương pháp này thì cũng khá là dễ sử dụng, rất là tiện, nhưng mà cũng có nhược điểm, đó là thời gian tác dụng ngắn. Có nghĩa là ban ngày ta phải lăn rất là nhiều lần, giống như chúng ta xịt nước hoa ấy, nó chỉ có một thời gian tác dụng nhất định thôi, sau đó nó bay hết cái mùi rồi thì nó lại gây ra cái, nó bay hết cái mùi của cái sản phẩm rồi thì nó gây ra cái mùi. Và một cái nhược điểm của phương pháp này nữa ấy, đó là một cái mùi hôi, một bên anh tiết ra mùi, một bên anh tiết dùng cái mùi khác để át lại thì nó tạo ra một cái mùi mà không phải rằng nó dễ chịu đối với người xung quanh. Một số người không thích dị ứng các loại mùi khác nhau, cho nên là đấy cũng là một cái nhược điểm. Thế rồi cái phương pháp mà như tôi đã nói, phương pháp mà diệt tuyến hay phương pháp hiện đại ấy, thì chỉ thực hiện ở một số cơ sở y tế nhất định, và nó cũng có những một số tác dụng phụ, chẳng hạn như là do tác dụng xâm lấn cho nên nó gây đau, rồi thậm chí gây viêm, nhiễm khuẩn, vân vân. Thế rồi cũng có một thực tế rằng là vì nó cũng như tôi đã nói có rất nhiều các tuyến, nó có hàng triệu tuyến cơ, cho nên là việc mà ta diệt được hết thì cũng rất là khó khăn. Và chính vì lý do đấy cho nên một số trường hợp đi diệt tuyến nhưng sau đó nó vẫn cứ tái phát, thì đấy là cái nhược điểm của phương pháp. Thế còn phương pháp mà tôi cho rằng là phương pháp mà ưu việt hơn cả, đó là tôi sử dụng cái lăn, và nó vừa có tác dụng là ngăn tiết mồ hôi, tức là ta điều trị cái nguyên nhân, và vừa khử mùi hôi là điều trị cái triệu chứng, thì đấy là phương pháp. Và một cái ưu điểm nữa, cái phương pháp mà ngăn tiết mùi hôi và khử mùi hôi này là có ưu điểm nữa, thời gian tác dụng nó kéo dài, thì đấy là một vài cái lý do tại sao mà những người mà khi mà sử dụng phương pháp dân gian chúng ta lại không đáp ứng được thì chúng ta phải đi tìm phương pháp khác. Dạ vâng ạ, xin cảm ơn những chia sẻ vừa rồi của bác sĩ. Và chúng ta cũng có thể thấy được rằng là với rất nhiều những cái phương pháp mà bác sĩ vừa đưa ra, đúng không ạ, thì có một cái thực tế chúng ta thấy rằng đó là thường thì bây giờ với cuộc sống hiện đại như ngày nay thì rất là nhiều, ít người người ta tìm đến các phương pháp dân gian như vậy. Lê Thông thấy nó cũng vừa thủ công, đúng không ạ, nó cũng vừa mất thời gian. Thứ hai là cái phương pháp mà như bác sĩ vừa có chia sẻ mà Lê Thông cũng thấy rất là nhiều người xung quanh mình dùng, đó là họ dùng những cái lăn khử mùi ạ. Mặc dù là tức là cái hiệu quả như bác sĩ nói thì nó cũng đã ngăn được một phần nào đấy, át lại được cái mùi, thế nhưng mà Lê Thông thấy rằng là việc cái hiệu quả cái việc đấy nhiều khi nó phản tác dụng. Tức là bằng cảm quan của Lê Thông thì Lê Thông thấy là có nhiều người khi họ dùng ạ, thì đến một cái thời điểm mà khi mà hết cái thời hạn sử dụng của cái mùi đó thì nó không át lại được nữa, mà thậm chí nó còn gây ra cái sự khó chịu hơn cho người dùng. Như vậy là chúng ta có thể thấy được là cái phương pháp mà bác sĩ vừa nêu ra lúc nãy ạ, đó là phương pháp mà bác sĩ cho rằng ưu việt nhất, đúng không ạ? Vậy thì với cái phương pháp như vậy thì chúng ta nên áp dụng với những cái đối tượng nào thì nó an toàn? Vâng. Cái phương pháp mà tôi đã nói rằng là vừa là ngăn tiết mùi vừa khử mùi hôi này thì chúng ta phải tìm đến cái sản phẩm mà nó được bào chế mà nó có đầy đủ các thành phần, tức là nó vừa là ngăn tiết và vừa khử mùi hôi. Chẳng hạn như là cái sản phẩm mà có chứa thành phần như nhôm aluminum này, hay là cái chiết xuất từ nhựa hương bisabolol này, thế rồi thì cái allantoin vân vân, thì những cái thành phần này được bào chế này thì nó có tác dụng là cái gì? Tức là nó tác dụng là vừa ngăn tiết mồ hôi và vừa khử mồ hôi ở vùng nách. Cái tác dụng tại sao nó có tác dụng này, bởi vì chúng ta biết, bởi vì trong thành phần của nhôm aluminium ấy, thì khi mà lăn lên vùng nách ấy, thì cái thành phần nhôm này nó sẽ kết hợp với các tế bào biểu bì ở vùng nách, nó tạo thành một cái lớp gel, nó láng ở trên bề mặt da và nó chặn một cái lỗ chân lông để làm cho cái tuyến mồ hôi nội tiết ở đây là cái cụ thể là các thành phần của mồ hôi nội tiết không phải tiết ra được nữa. Thế thì cái tác dụng thành phần thứ hai đó là cái bisabolol. Đây là cái thành phần gọi là kìm hãm sự phát triển của vi khuẩn. Như tôi đã nói ở phần trước ấy, thì là khi các mồ hôi được tiết ra ấy, thì các cái vi khuẩn nó ký sinh ở vùng nách, nó chuyển hóa thành phần của mồ hôi nội tiết này để nó thành sản phẩm gây mùi. Thế thì bây giờ là khi mà ta lăn cái thành phần có chứa thành phần mà có bisabolol ấy, thì nó làm kìm hãm sự phát triển vi khuẩn, và vì vậy là nó không chuyển hóa, không có các cái loại vi khuẩn để nó chuyển hóa thành một cái mùi nữa. Thì đây là cái tác dụng ưu việt, tức là nó vừa có tác dụng ngăn tiết mồ hôi và khử mùi vùng nách. Thế còn các cái sản phẩm mà như tôi đã nói, nó vì nó có tác dụng, nó có nguồn gốc từ thiên nhiên cho nên nó rất là an toàn, có thể sử dụng được cho mọi đối tượng, kể cả phụ nữ mang thai sau sinh, thế rồi cả những người mà có làn da bị dễ bị kích ứng, thì đấy là
là cái lựa chọn cái sản phẩm an toàn, chúng ta phải đảm bảo được những cái thành phần như vậy. Dạ vâng ạ, như bác sĩ vừa mới chia sẻ thì đó là chúng ta nên lựa chọn cái sản phẩm trị hôi nách có cái thành phần từ thiên nhiên, đúng không ạ? Vâng. Những cái nguyên liệu được trồng theo phương pháp hữu cơ và được kiểm chứng lâm sàng về cái tác dụng cũng như là mức độ an toàn tại các bệnh viện da liễu và đặc biệt là đã được Bộ Y tế của chúng ta cấp phép lưu hành, đúng không ạ? Vâng. Vậy thì thưa bác sĩ thì với cái những cái điểm cộng trên thì cái sản phẩm nào được các tiêu chuẩn trên mà được người tiêu dùng hiện tại đang rất là yêu thích lựa chọn ạ? À vâng, à, cái sản phẩm mà tôi có nói đến đó là sản phẩm Aquaceline. Thì cái sản phẩm này thì nó được bào chế hoàn toàn, thành phần được bào chế hoàn toàn thiên nhiên và có chứa các thành phần như tôi đã nói, tức là có chứa nhôm aluminium này, rồi chứa cái bisabolol là tinh dầu hoa cúc này, thế rồi hay là panthenol rồi allantoin là thành phần mà nó giúp cho vừa là ngăn tiết mồ hôi và vừa khử mồ hôi vùng nách. Cái ưu điểm của sản phẩm Aquaceline này là được bào chế hoàn toàn từ thiên nhiên và trồng theo phương pháp hữu cơ này. Thế rồi đã được kiểm nghiệm lâm sàng, được thử nghiệm lâm sàng và đã được Bộ Y tế Việt Nam cho phép lưu hành. Thì sản phẩm này được sản xuất bởi nhà máy Oceanic của Ba Lan, là một trong ba cái nhà máy dược mỹ phẩm hàng đầu của châu Âu. Thì để thấy rằng cái xuất xứ của sản phẩm này cũng rất là tốt. Và như tôi đã nói thì cái sản phẩm này thì nó bào chế từ thiên nhiên cho nên là nó không gây kích ứng da này, không gây ố vàng. Một cái điểm nữa tức là nó thấm rất nhanh, không màu, không mùi, cho nên là nó không gây ố vàng áo và nó không mùi, cho nên là chúng ta có thể lăn, nó chỉ khử mùi hôi thôi chứ nó không có mùi, không gây mùi gì cả, cho nên không gây ảnh hưởng đến người xung quanh. Một số người dị ứng với các cái mùi của những người xung quanh thì người ta lăn cái này lên nó không gây mùi. Thì đấy là một vài những cái ưu điểm của cái Aquaceline. Vâng ạ, như bác sĩ vừa chia sẻ thì Aquaceline thì có rất là nhiều những cái tác dụng khác nhau, đúng không ạ? Có một số cái tác dụng mà Lê Thông nghĩ rằng rất nhiều các vị thính giả, nếu như chúng ta đang có những cái băn khoăn e ngại về căn bệnh hôi nách của mình thì Aquaceline sẽ giúp được. Đó là Lê Thông nghĩ rằng là ví dụ như là khi mà chúng ta sử dụng lăn khử mùi như bác sĩ vừa nói, đúng không ạ? Thì sẽ để lại những cái ví dụ như là mùi nó át đi hoặc là những cái về ố vàng áo thì Aquaceline đã làm được điều đấy, khắc phục được. Ngoài ra thì như những cái thành phần về tự nhiên, thiên nhiên trong sản phẩm thì cũng sẽ giúp rất là nhiều cho việc điều trị một cách nhanh chóng hơn. Thế vậy thì thưa bác sĩ ạ, trong cái trường hợp mà không hài lòng với các sản phẩm khác thì khi mình dùng Aquaceline này ạ, thì cái hiệu quả của nó như thế nào? Và đặc biệt là bác sĩ có thể hướng dẫn cái cách sử dụng sản phẩm này theo từng cái mức độ mùi hôi này và cái mức độ mồ hôi nhiều ít khác nhau của mỗi người ạ? À vâng. Khi mà các sản phẩm khác mà không mang lại hiệu quả, chẳng hạn như là dùng lăn khử mùi không hiệu quả này, hay là dùng phương pháp tự nhiên mà không hiệu quả, thì dùng phương pháp dân gian mà không mang lại hiệu quả, thì chúng ta hoàn toàn sử dụng sản phẩm Aquaceline này để lăn nách, để khử cái, để khắc phục cái chứng hôi nách. Cái sản phẩm này thì nó có các cái sản phẩm, cái bộ sản phẩm Aquaceline này thì có các sản phẩm mà nhẹ rồi nặng khác nhau, để nó tùy thuộc vào từng đối tượng là bị hôi nặng hay là nhẹ, và cũng có sản phẩm dành cho nam riêng và nữ riêng, để nó rất là chuyên biệt như vậy, cho nên là chúng ta hoàn toàn yên tâm để lựa chọn sử dụng. Thế còn về sử dụng thì nhiều người cho rằng là ban ngày ta đi làm, ta hoạt động thì ta lăn ban ngày thì để làm giảm cái mùi hôi, nhưng thực tế ra cái quan niệm như vậy là sai lầm. Tại sao như vậy? Là bởi vì là ban ngày chúng ta đi làm ấy, thì cái tuyến mồ hôi nó hoạt động, khi mà ta lăn vào ấy thì khi hoạt động mồ hôi nó tiết ra thì nó đẩy cái sản phẩm ra ngoài, tức là nó không thấm hút được vào, cho nên nó làm giảm tác dụng. Chính vì lý do đó cho nên là lăn cái sản phẩm Aquaceline này lăn phù hợp nhất đó, ta lăn vào buổi tối, lăn vào buổi tối sau khi tắm xong, ta lau khô vùng nách và ta lăn lên. Thế thì tại sao như vậy? Là bởi vì là khi mà ta tắm xong và lau khô vùng nách ấy, thì cái tuyến mồ hôi nó cái lỗ chân lông nó giãn ra là một. Cái thứ hai là thời điểm vùng buổi tối là thời điểm mà cơ thể đang nghỉ ngơi, cho nên là cái tuyến mồ hôi nó không hoạt động, và khi ta lăn lên ấy, thì nó thấm hút một cách rất là tốt. Và sau khi lăn xong ấy, thì ban ngày chúng ta không cần phải lăn lại nữa, và đến tối hôm sau chúng ta lại lăn tiếp. Thế thì đấy là cái thời gian. Bởi vì tại sao chúng ta phải lăn như vậy? Là vì là cái sản phẩm Aquaceline cái thời gian tác dụng nó rất là kéo dài, kéo dài từ 72 đến từ 24 đến 72 giờ cơ. Cho nên chúng ta nếu trường hợp bị hôi nách mà nặng, mồ hôi tiết ra nhiều thì chúng ta lăn hàng ngày, giai đoạn đầu ta lăn hàng ngày. Nhưng đối với những người nhẹ thì chúng ta chỉ ban đầu chúng ta chỉ cần lăn 2 đến 3 lần mỗi tuần thôi thì nó cũng đã mang lại hiệu quả rồi.
Thế thì đối với những người nặng, khi mà giai đoạn đầu thì chúng ta lăn hàng ngày, nhưng sau khi đã kiểm soát được cái tình trạng bài tiết mồ hôi và kiểm soát được cái mùi hôi rồi, thì chúng ta cũng có thể không cần phải lăn hàng ngày nữa, mà chúng ta chỉ lăn 2 đến 3 lần mỗi tuần thôi. Thế đấy là cái phương pháp sử dụng cái aqua saline, ta lăn thời điểm nào cho nó phù hợp nhất. Dạ vâng ạ, như vậy là chúng ta cũng có thể thấy được rằng là với những cái tác dụng của aqua saline kéo dài đến 24 đến 72 giờ đúng không ạ? Thì người dùng rất là an tâm, không cần phải lăn đi lăn lại quá nhiều lần như là chúng ta dùng các phương pháp khác. Và điều này thì cũng là một trong số những điều mà rất là nhiều người đang có băn khoăn thắc mắc về cái chủ đề chương trình ngày hôm nay, đó là ngăn và điều trị hôi nách bằng phương pháp đã được kiểm chứng lâm sàng sẽ rất là quan tâm. Quý vị thân mến, và ngay bây giờ đây thì bộ phận kỹ thuật đã thông báo có một tín hiệu thính giả đầu tiên kết nối với chương trình ngày hôm nay. Alo, chương trình Gặp Thầy Thuốc Nổi Tiếng, xin chào vị thính giả. Alo. Vâng ạ, xin chào vị thính giả. À, xin chào chương trình. Vâng ạ, thính giả có thể giới thiệu về mình một chút ạ? Mình tên là Tám. Dạ vâng ạ. Mình muốn hỏi về cái bác sĩ tư vấn của mình về chuyện mà mùi cơ thể ấy. Dạ vâng ạ. Dạ, ví dụ như là mình mỗi lần uống rượu bia ấy, thì cái tuyến mồ hôi, dạ, bình thường thì mình hay ra mồ hôi lắm. Ừ. Bộ chút là cũng ra mồ hôi. Đấy, thì là cái tuyến mồ hôi của mình lúc mà sau khi uống rượu bia ấy, nó ra rất là nặng mùi. Đấy. Nó ra nhiều ấy, từ đầu cho đến người luôn. Đấy, còn vùng nhất là đặc biệt nó nặng mùi nhất là vùng nách. Đấy. Thì bây giờ mình muốn hỏi bác sĩ là bây giờ cách để chữa trị dứt điểm cái mùi mồ hôi đấy có cách nào mà nó triệt để được không ạ? Dạ vâng. Vâng ạ, ngay sau đây thì xin mời bác sĩ Vũ Văn Lực ạ sẽ tư vấn cho vị thính giả của chúng ta. À, vâng, xin chào anh. Tôi đã nghe cái trình bày của anh về cái tình trạng là da mồ hôi và mùi hôi sau khi uống rượu bia. Cái này thì tôi đã nói trong trình rồi, thì uống rượu bia là một trong những nguyên nhân, một trong những yếu tố nguy cơ gây ra cái tình trạng hôi nách và cái mùi hôi cơ thể nó nặng hơn. Một số người thì bình thường thì không sao, nhưng khi cứ uống rượu bia vào cái là mồ hôi ra nhiều, và đồng thời với nó là mùi hôi cơ thể nó rất là nặng mùi. Thì đây, cái trường hợp này thì tôi thấy cũng khá là nhiều người gặp tình trạng như thế này. Thế thì về điều trị cái này thì tôi cũng xin, anh có nói, anh có hỏi rằng là có điều trị triệt để được không ấy, thì tôi cũng xin có một vài cái tư vấn như thế này. Anh có nghe rõ không ạ? Dạ vâng ạ. Thế thì cái vâng, cái điều trị cái tuyến mồ hôi, anh biết rằng là cái tiết mồ hôi là vấn đề hoàn toàn sinh lý, có nghĩa là nó hoàn toàn tự nhiên và được điều khiển, được kiểm soát bởi hệ thần kinh giao cảm, là hệ thần kinh tự động của cơ thể, cho nên chúng ta không thể kiểm soát được vấn đề tiết mồ hôi anh ạ. Dạ. Có nghĩa là cái gì? Có nghĩa là ta cái đại khái như là ta hiểu nôm như là vấn đề tiết mồ hôi là chúng ta không thể thích thì ta tiết, mà không thích thì chúng ta không tiết được. Đấy, vấn đề nó hoàn toàn tự nhiên, nó liên quan đến vấn đề sinh lý tự động của cơ thể. Để làm gì? Để khi mà mồ hôi bài tiết ra, để làm gì? Nó điều hòa thân nhiệt là chính. Tức là khi mà anh thời tiết nắng nóng này, hay là anh hoạt động thể lực mạnh này, thì cơ thể nó sẽ vã mồ hôi ra, mục đích để nó điều thải nhiệt. Vì chính vì cái lý do này cho nên là cho đến nay là chưa có một cái biện pháp nào điều trị được cái chứng mà tăng tiết mồ hôi hay là cái chứng hôi nách một cách là triệt để cả. Và các biện pháp sử dụng, chúng ta chỉ dùng các biện pháp làm sao để khắc phục được cái một phần nào đó thôi. Và chúng ta phải sử dụng điều trị là nói chung ấy, là phải dùng các biện pháp đấy là kéo dài, chứ không có chuyện là chúng ta dùng một vài tháng hay thậm chí một vài năm mà nó hết được. Cho nên nhiều người lại hỏi tôi rằng là bác ơi, dùng một thời gian, em dùng một thời gian rồi mà sao mãi em ngừng lại cái nó lại hết, nó lại không hết mùi, là lý do là vì như vậy. Thì đối với trường hợp của anh ấy, thì việc mà thanh niên thì việc uống rượu bia thì không thể tránh được, cho nên là chúng ta vẫn thỉnh thoảng ta uống thì cũng nó vui vẻ đang uống, không thể tránh được. Tuy nhiên thì để khắc phục cái này, như tôi nói trong chương trình, anh chỉ dùng các biện pháp như là dùng cái lăn để khử mùi và là ngăn tiết mồ hôi và khử mùi thôi, chứ không có biện pháp điều trị triệt để đâu anh ạ. Nhá. Dạ. Anh có thể sử dụng. Em muốn hỏi một chút nữa. Vâng. Đó là cái mồ hôi lúc đầu bác sĩ nói là nó chỉ là điều hòa thân nhiệt. Em muốn thắc mắc là nó có đào thải các cái chất gọi độc hại ở trong cơ thể qua tuyến mồ hôi được không ạ?
À, vâng. Vâng, anh hỏi câu rất hay. Là bản thân mồ hôi ấy, các thành phần bài tiết ra chủ yếu đối với cái tuyến mồ hôi ngoại tiết là tuyến mồ hôi thông thường ấy, là để điều hòa thân nhiệt như tôi nói, thì thành phần chủ yếu là muối, muối khoáng và nước. Thế còn tuyến mồ hôi ngoại tiết, à tuyến mồ hôi nội tiết ấy, là nó gây ra cái chứng hôi nách ấy, thì nó chủ yếu là các axit béo. Và đương nhiên trong vấn đề bài tiết mồ hôi này, nó cũng nếu như trong cơ thể, trong máu không may bị nhiễm độc, các chất độc ấy, thì việc mà uống, vâng, thì nó cũng đào thải một phần các cái chất độc qua tuyến mồ hôi anh ạ. Vâng, như rượu bia là cũng có đào thải. Đúng rồi, rượu bia là cũng có một phần đào thải qua tuyến mồ hôi, cho nên là chính vì đấy mà giải thích tại sao những người uống rượu bia vào là nó hay ra mùi hôi là vì như vậy anh ạ. Vâng, xin cảm ơn bác sĩ ạ. Vâng, chào vâng ạ. Vâng ạ, xin cảm ơn vị thính giả đã tin tưởng gọi điện tới chương trình của chúng tôi và có những cái câu hỏi rất là thú vị đúng không ạ, gửi tới bác sĩ. Đó cũng là mối băn khoăn của rất là nhiều các thính giả khác, đặc biệt là với các thính giả nam của chúng ta khi mà thời tiết bước vào cái giai đoạn nắng nóng như thế này. Công việc hay sinh hoạt của chúng ta đều sẽ xáo trộn đi ít nhiều, đặc biệt là có những cái cuộc vui với bạn bè đúng không thưa bác sĩ. Như vậy thì cái việc mà những cái lo ngại về mồ hôi, mùi cơ thể nó cũng đến rất là nhiều. Và thông qua địa chỉ email của chúng tôi ạ, đó là biên tập a@989.vn ạ, thì chúng ta sẽ cùng trước khi mà đến với một cái nơi tiếp theo thì hãy cùng lắng nghe xem là vị thính giả tiếp theo đang chờ máy chúng ta sẽ đặt câu hỏi gì ạ. Alo, chương trình Gặp Thầy Thuốc Nổi Tiếng, xin chào thính giả. Vâng ạ, xin chào vị thính giả. Vâng, tôi cảm ơn chương trình ạ. Cảm ơn bác sĩ ạ. Tôi lên là gọi tôi ở Hưng Yên ạ. Dạ vâng. Đứa con cháu năm nay 32 tuổi mà cháu lái xe mà tay nó cháu cứ ra mồ hôi nhiều, mà cứ ví dụ nó nắm bàn tay xuống nó rõ xuống mà là cái tay cứ rõ mồ hôi ra rất nhiều. Và cháu nếu mà cháu đi giày ấy, là cứ cái tất của cháu mà cháu đi khoảng cứ từ sáng đến trưa cháu về là cháu có khi phải vắt cả ra nước nữa. Dạ. Thì tôi hỏi bác sĩ là xem là có cái thuốc gì chữa được hay là như thế nào, có ảnh hưởng nhiều đến sức khỏe không ạ? Dạ vâng ạ, ngay sau đây thì bác sĩ Vũ Văn Lực sẽ tư vấn cho bác nhé. À, vâng, xin chào bác. Vâng, cái tình trạng của bác ấy thì tôi cũng đã nghe rõ những cái băn khoăn của bác về cái tình trạng của con, của cháu nhà bác ấy. Thì cái tình trạng này người ta gọi là tăng tiết mồ hôi, tăng tiết mồ hôi. Và bản thân tôi cũng gặp rất là nhiều người là mồ hôi cứ chảy ròng ròng trong khi đi làm việc, hay là các cũng gặp một số cháu đi học ấy, thì mồ hôi nó chảy ướt hết cả sách vở. Vâng, thì đấy, đây là cái chứng tăng tiết mồ hôi. Và cũng xin rất là đáng buồn là cho đến nay thì chưa có phương pháp nào để điều trị nó một cách gọi là hiệu quả cả. Là lý do là gì, như tôi đã nói một vài lần trong chương trình, tức là cái tiết mồ hôi này là do liên quan đến hệ thần kinh giao cảm. Thì nó tùy, nó tùy cơ địa của từng người, cho nên là những một số người do cường hình giao cảm này thì khi mà cái giao cảm này luôn trong trạng thái kích thích thì nó làm tăng kích thích các tuyến mồ hôi và nó bài tiết ra rất là nhiều. Thậm chí có người như trường hợp mà bác có nói đến thì mồ hôi ra về đi tất nó còn vắt cả ra nước. Thì đây là đây là cái tình trạng là tăng tiết mồ hôi. Và nó ảnh hưởng sức khỏe hay không ấy, thì xin thưa với bác rằng là việc mà ra mồ hôi nhiều là cũng là một trong lý do gây mất nước và muối khoáng. Ở thành phần của mồ hôi nó gồm có nước và muối, chủ yếu là muối khoáng và nước. Thế thì nó ra mồ hôi nhiều, nếu như chúng ta không bổ sung nước vào một cách đầy đủ, bổ sung nước, uống nước và các chất điện giải nó đầy đủ, thì nó cũng là một trong lý do gây ra mất nước và điện giải. Tuy nhiên thì cái nguy cơ này nó cũng không phải là cao, nó cũng rất là thấp. Nó kiểu nó cũng giống như là trường hợp, nó không như cái trường hợp mà sốt cao hay là tiêu chảy thì nó nguy cơ mất nước cao hơn. Còn đối với trường hợp mà ra mồ hôi nhiều thì nó cũng là nguy cơ gây mất nước, nhưng mà cái nguy cơ nó không cao. Cho nên mình chỉ cần uống nước đầy đủ là được, không có đáng sợ gì cả. Và nói chung vấn đề mà các cái người mà bị tăng tiết mồ hôi như này hay tiết nhiều mồ hôi như này thì nói chung không ảnh hưởng mấy gì đến sức khỏe, nó chỉ ảnh hưởng nhiều đến cái sinh hoạt, đến làm việc. Thế rồi cảm thấy rất là bất tiện, rồi thì cảm thấy rất là lúc nào nó rất là khó chịu thôi, nhưng nó không ảnh hưởng gì sức khỏe cả. Thế còn về điều trị, thì điều trị cái chứng mà tăng tiết mồ hôi tay hay là chân như thế này thì xin thưa với bác rằng cho đến nay chưa có phương pháp nào được coi là hiệu quả hay được coi là triệt để cả. Và có một phương pháp được đặt ra, đó là người ta diệt các cái đốt hạch giao cảm. Diệt hạch giao cảm để làm sao? Để làm giảm cái kích thích giao cảm và qua đó làm giảm tiết mồ hôi ở tay hoặc là chân.
À, thế thì hiện nay thì nếu như bác mà ở Hưng Yên ấy, thì bác có thể là đưa bạn ấy đến viện Bạch Mai. Ở viện Bạch Mai đánh giá là cái việc mà diệt hay là mổ hạch giao cảm, là diệt hạch giao cảm là tốt nhất hiện nay. Thì vâng, thì chỉ có biện pháp đấy thôi, chứ còn các cái loại thuốc uống hay là thuốc bôi lăn thì nó hiệu quả nó rất là thấp. Đấy, xin thưa bác như vậy để bác lựa chọn cái phương pháp cho phù hợp. Thế còn nếu như cảm thấy mà nó vẫn chịu đựng được mà nó chưa gây ảnh hưởng nhiều đến sinh hoạt thì mình chỉ cần cách là mình dùng các khăn mình lau đi thôi nhá. Đấy là cái đấy, cháu nó vẫn lau và nó nắm tay một lúc là nó ra nó đấy, đỏ như thì... là nó cứ đỏ trong đỏ xuống. Vâng, vâng, chỉ có lau thôi. Còn nếu mà cảm thấy nó ảnh hưởng nhiều quá thì mình chỉ đến bệnh viện để mình cân nhắc là sử dụng cái biện pháp là phẫu thuật để diệt hạch giao cảm bác nhé. Thì đấy là thế ạ. Vâng. Em cảm ơn bác sĩ và cảm ơn chương trình ạ. Vâng, xin chào bác. Dạ vâng ạ, xin cảm ơn vị thính giả vừa rồi đã đặt câu hỏi cho chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Và cảm ơn bác sĩ Vũ Văn Lực đã có những phần tư vấn rất là kỹ lưỡng và thấu đáo cho vị thính giả. Quý vị thân mến, nếu như quý vị chúng ta đang lắng nghe chương trình này và có những cái băn khoăn xung quanh chủ đề là ngăn và điều trị mùi hôi nách, thì quý vị chúng ta hãy đừng ngần ngại nhấc máy lên và gọi về cho chúng tôi theo tổng đài tư vấn và chăm sóc sức khỏe của kênh Joy FM 1900 6255. Và thưa quý vị, thông qua địa chỉ email của chương trình, đó là biên tập@a989.vn, chúng tôi cũng đã có nhận được những câu hỏi, rất là nhiều các câu hỏi từ các vị thính giả. Và câu hỏi đầu tiên ạ, xin chào bác sĩ, tôi mới sinh cháu thứ hai được hơn 6 tháng. Trong quá trình bầu bí thì tôi bị ra mồ hôi nách rất nhiều và có mùi hôi khó chịu. Lúc đó tôi chỉ nghĩ là mình mang thai vào mùa hè, cơ thể nóng quá nên xảy ra tình trạng đó. Nhưng bây giờ sinh cháu đã được 6 tháng rồi mà tình trạng hôi nách vẫn không giảm bớt. Có đi hỏi một số người thì được biết đó là chứng hôi nách sau sinh. Hôi nách khiến tôi rất khó chịu và hoàn toàn mất đi sự thoải mái trong sinh hoạt hàng ngày. Vậy thì xin bác sĩ có thể tư vấn giúp tôi cách điều trị hôi nách sau sinh như thế nào cho hiệu quả và nhanh nhất cũng như là an toàn ạ. À dạ vâng, xin chào chị. Thứ nhất thì cái vấn đề mà hôi nách sau sinh hay hôi nách ở những phụ nữ mang thai và sau sinh ấy, thì ngay bản thân chúng tôi khi mà làm một cái chương trình thì có cả một cái chương trình chuyên đề về cái chứng hôi nách ở phụ nữ sau sinh và phụ nữ mang thai và sau sinh. Nếu mà chị mà có mắc cái chứng này, chị có thể tham khảo trên cái trang Joy FM mà chúng tôi đã phát đã thực hiện một thời gian trước đây. Thế thì tại sao phụ nữ mà mang thai sau sinh lại mang chứng hôi nách và trước đó thì không bị mà đến khi mang thai sau sinh lại bị? Thì cái này trong cái chương trình chúng tôi nó rất rõ, tuy nhiên hôm nay tôi xin giải thích thêm như thế này. Tức là bản thân cái những phụ nữ mà bước vào thời kỳ mang thai và sau sinh ấy, thì nó có một loạt các cái thay đổi. Một loạt thay đổi. Nào là chúng ta tăng cân hơn này, rồi lo lắng hơn này. Thế rồi thì một loạt các cái hormone trong cơ thể nó tăng lên. Và chính những cái thay đổi này sẽ làm cho tăng cái bài tiết, tăng hoạt động của các tuyến mồ hôi nội tiết, nhất là vùng nách. Và đây là lý do tại sao là phụ nữ sau mang thai là rất dễ là bị hôi nách, là cho một loạt cái biến đổi cơ thể, rồi một loạt các cái hormone nó tăng lên. Thế thì nhiều người, nhiều chị em là sau sinh tưởng là khi mang thai thì nó mang thì mắc chứng hôi nách, mà sau sinh nó sẽ hết hoặc nó sẽ giảm đi, nhưng thực tế ra nó vẫn cứ duy trì tiếp, là bởi vì sau sinh là một thời kỳ cũng rất là vất vả đối với chị em. Lúc này thời em là cảm thấy là mất ăn này, mất ngủ này, phải lo lắng rất là nhiều việc, rồi căng thẳng rất là nhiều. Thế rồi thì vì lo toan như vậy, lo lắng cái chăm con, rồi thậm chí là mới sinh con, rồi sau sinh như vậy, rất là căng thẳng. Và chính những cái căng thẳng, những cái stress như vậy thì nó cũng là một trong những lý do làm tăng cái bài tiết, cái mồ hôi, và cũng làm cho cái tình trạng hôi nách nó vẫn duy trì là thời kỳ mang sau sinh, cho đến từ thời kỳ mang thai cho đến sau sinh. Thế thì đấy là cái nguyên nhân, đấy là cái nguy cơ. Thế còn về điều trị cái chứng hôi nách sau sinh thì như tôi đã nói trong chương trình là cho về điều trị chứng hôi nách này, nói chung là chưa có biện pháp nào điều trị nó một cách triệt để cả. Và chúng ta duy nhất chúng ta chỉ sử dụng cái phương pháp là lăn khử mùi và ngăn tiết mồ hôi và khử mùi hôi vùng nách thôi. Thế thì chị có hoàn toàn có thể sử dụng sản phẩm Aquaceline mà tôi đã nói trong chương trình để ngăn tiết mồ hôi và khử mùi vùng nách. Thì cái ưu điểm của sản phẩm này thì như tôi đã nói là trong chương trình, tức là nó được bào chế từ thiên nhiên cho nên là rất là an toàn, sử dụng được cho cả phụ nữ mang thai và sau sinh và không ảnh hưởng gì đến thai nhi cả, và không ảnh hưởng gì đến sữa mẹ cả, cho nên là khi sử dụng sản phẩm này hoàn toàn có thể cho em bé bú bình thường. Và sản phẩm này đã được kiểm nghiệm lâm sàng, đã kiểm chứng lâm sàng và rất là an toàn với các, kể cả những trường hợp mà có làn da mà nó nhạy cảm đều sử dụng được mà không gây kích ứng da.
và được Bộ Y tế của Việt Nam cấp phép lưu hành. Thì đấy là cái phương pháp khắc phục cái tình trạng nách ở phụ nữ mang thai và sau sinh. Dạ vâng ạ, xin cảm ơn những phần tư vấn vừa rồi của bác sĩ. Và thưa quý vị thính giả thân mến, thông qua tổng đài chăm sóc sức khỏe của chúng tôi 1900 6255, ngay lúc này đây thì cũng đã có một vị thính giả tiếp theo chờ đợi để được tư vấn ạ. Alo, chương trình Gặp Thầy Thuốc Nổi Tiếng, xin chào thính giả. Vâng ạ, xin chào chương trình ạ. Vâng ạ, xin chị có thể giới thiệu một chút về mình ạ. À, vâng, chào bác sĩ ạ. À, bác sĩ ơi, em là Giang, em ở Thanh Hóa, lấy chồng ở Thanh Hóa. Dạ vâng ạ. Em muốn, vâng, em mới sinh con được khoảng 10 tháng rồi, nhưng mà bé nhà em nó cứ hay bị ra mồ hôi trộm ấy. Đặc biệt là vào ban đêm. Mà em thấy quan sát thấy bé nhà em cũng không bị rụng tóc vành khăn. Không biết là nó không có phải do thiếu canxi hay là vấn đề gì ạ? Vâng, chị thì hỏi về tình trạng tiết mồ hôi cho bé đúng không ạ? Dạ vâng. Vâng vâng. Thì với bé 10 tháng ấy thì nay cháu được bao nhiêu cân rồi chị? Dạ được có 8 cân rồi ạ. Vâng, thực ra bé 10 tháng và 8 cân thì cũng là bình thường, không phải là gầy đâu, cho nên không phải là bé đâu, cho nên chị không phải quá lo lắng. Thế còn đối với da mồ hôi trộm ở trẻ em thì tôi xin có một vài tư vấn như này. Thì đúng là một số chị em rất là lo lắng rằng là vấn đề tiết mồ hôi trộm ở trẻ em là do liên quan cho thiếu canxi hay là thiếu vitamin và dưỡng chất vân vân, nhưng thực tế cái đấy là hoàn toàn là sai lầm, không hẳn đúng nhé. Thì đúng là cái trường hợp mà thiếu canxi chẳng hạn thì nó cũng gây ra tình trạng là da mồ hôi trộm, nhưng khi thiếu canxi thì nó thường hay gặp ở những trẻ mà còi xương suy dinh dưỡng, rồi những trẻ mà có chế độ dinh dưỡng không đầy đủ thì nó tình trạng đấy nó lại thiếu canxi và nó gây ra tình trạng gây ra tình trạng là tiết mồ hôi trộm và rụng tóc hình vành khăn tức rụng tóc ở xung quanh ấy, thì chị có nói đến là không có rụng tóc, như vậy là không phải là thiếu canxi. Và cái nguyên nhân chính ở trẻ em gây ra mồ hôi trộm ấy, đó là do cái hệ thần kinh giao cảm chưa phát triển, hay nó khác là hệ thần kinh giao cảm nó chưa phát triển một cách đầy đủ. Vâng, nó chưa phát triển một cách đầy đủ, cho nên là nó luôn luôn trong cái tình trạng là kích thích hay là cường lên giao cảm và gây ra tăng cái tiết mồ hôi. Và phần lớn những trẻ sau 3 tuổi trở đi thì tự nhiên tình trạng tiết mồ hôi nó sẽ giảm đi. Tất nhiên có một số trẻ thì nó sẽ kéo dài hơn, nhưng mà thường là sau 3 tuổi trở đi là cái tình trạng tiết mồ hôi trộm nó sẽ giảm đi do cái hệ thần kinh nó ổn định dần. Chị ạ, cho nên là với cái trẻ mà 10 tháng mà ra mồ hôi trộm này thì không gì đáng ngại. Tuy nhiên thì có một cái điều mà chị phải lưu ý rằng là việc ra mồ hôi nhiều này nó ít nhiều nó ảnh hưởng đến sự phát triển của bé. Cho nên là tốt nhất nếu ra mồ hôi nhiều này thì chị cho cháu uống đầy đủ nước này, để tránh tình trạng mà thiếu nước. Bú mẹ đầy đủ này, bú mẹ rồi uống sữa đầy đủ này. Thế rồi thì là khi mà nó tiết mồ hôi ban đêm ấy, bởi vì như chị biết rằng là đối với người trưởng thành thì ta có chu kỳ ngày đêm đầy đủ, có chu kỳ ngày đêm, tức là ban ngày thì ta thức như ban đêm ta ngủ, đấy là do ta hình thành chu kỳ ngày đêm rõ ràng rồi. Nhưng trẻ em ấy thì nhiều khi ban ngày thì nó lại ngủ, ban đêm nó lại thức, và đây cũng là lý do mà nó cũng làm cho cái tiết mồ hôi nó rất là bất thường ở trẻ em là như vậy. Thế thì khi nó tiết mồ hôi nhiều vậy, chị dùng cái khăn chị lau khô đi thôi, để tránh tình trạng mà nó ra nhiều ở trên đầu, trên tóc, nó động lại, nó gây ra nhiễm lạnh cho bé, nó rất là dễ gây bị viêm viêm họng hay là viêm phế quản. Thì đấy là các biện pháp của trẻ. Còn đối với trẻ em như này thì chị chỉ cần cho trẻ ăn uống bú sữa mẹ đầy đủ, ăn dặm đầy đủ và bú sữa mẹ đầy đủ là được thôi, không có gì đáng lo cả chị nhé. Bác sĩ ơi, thế tại vì ra mồ hôi nhiều thế lại ổn, tại sao lại uống nhiều nước ạ? À vâng. Em lo là nếu mà uống nhiều thì lại còn tắt. Lại ra nhiều đúng không? Sai lầm hoàn toàn, vì là bà chị biết rằng là cái mồ hôi ra nhiều thì đồng nghĩa với việc là trong cơ thể nó sẽ bị mất nước và điện giải. Nhá. Cho những cái trẻ mà bị sốt cao ấy là nó gây ra mất nước là chẳng qua là vì bị ra mồ hôi nhiều. Và chính vì cái điều đó, khi ra mồ hôi nhiều như vậy là nguy cơ trẻ, nhất là trẻ em, cái lượng nước trong cơ thể rất là cao, cho nên phải uống nước vào, bù nước và điện giải vào. Nếu mà tốt nhất là chị uống cái dùng cái nước Orezone ấy, là bù nước và điện giải tốt nhất trong trường hợp mà mất nước. Hay đối với trẻ mà vã mồ hôi thì chỉ cần uống nước không cũng được, uống nước nước sôi để nguội cũng được, không cần thiết là phải uống Orezone. Thì đấy là để làm sao để bù lại cái lượng nước mà mất đi do vã qua mồ hôi. Nhá, thì đấy là cái, chứ đừng có nghĩ rằng là vì nó ra mồ hôi mình lại hạn chế uống nước vì sợ nó ra nhiều, là không đúng đâu nhá.
Dạ vâng ạ, cảm ơn phần tư vấn vừa rồi của bác sĩ Vũ Văn Lực và hy vọng rằng vị thính giả của chúng ta cũng sẽ an tâm hơn phần nào và tìm ra phương pháp sớm để có thể giúp điều trị cho con mình. Một lần nữa thì xin được cảm ơn bác sĩ Vũ Văn Lực, nguyên bác sĩ đa khoa Bệnh viện Hà Thành đã tham gia và tư vấn cho chương trình ngày hôm nay. Xin được trân trọng cảm ơn nhãn hàng Aquaceline, chuyên gia ngăn ngừa tiết mồ hôi và khử mùi mồ hôi vùng nách đến từ châu Âu của dược phẩm Vinh Gia đã tài trợ cho chương trình này. Để nhận được những lời tư vấn về bệnh lý và sản phẩm, quý vị thính giả có thể liên hệ đến tổng đài bác sĩ tư vấn 1900 1259 hoặc gửi câu hỏi đến hòm thư khoe đẹp@bacsitu.vn. Còn bây giờ chương trình Gặp Thầy Thuốc Nổi Tiếng phải nói lời chào tạm biệt tới quý vị. Xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình sau. Aquaceline, chuyên gia ngăn tiết mồ hôi và khử mồ hôi vùng nách đến từ châu Âu.